Còn cái chuyện mà bên Đức đó lại có những các cái tổ chức luật sư luật xiếc thì nói rằng thì là để xin cho ông này tị nạn, và cái hồ sơ đó xin tị nạn là cũng cũng đương dang dở. Thành ra đó họ mới lấy cái cớ đó, tức là cái bên luật sư thì hứa hẹn rằng thì là tôi sẽ xin tị nạn để anh không bị trục xuất. Còn nhà cầm quyền Việt Nam đó thì họ đưa lên anh Interpol là anh này có tội hình sự, anh này cái tội lớn quá, nhà cầm quyền Đức không thể chứa chấp được, đúng không ạ? Anh chứa chấp cái đó là không không được, Đúng rồi. cái bang giao quốc tế không được. Nhưng mà cái anh khoa gió này đó là anh ấy là những các cái người mà hoạt động ở bên Đức, hay là cũng giống như những người mà hoạt động ở bên Nga đó, những cái người đó đó ở cái chợ Vòm gì đó, đến nỗi mà nghĩa là gọi là buôn lậu xuyên quốc gia và làm những cái chuyện rất là mờ ám, sản xuất những cái hàng chui, hàng gian, hàng giả ngay tại đất nước người ta. Do đó mà đến nỗi mà cảnh sát của cái bọn mặc cái bên Nga Xô đó, họ đến nỗi mà họ khám xét nhiều lần, về sau họ phải đốt cái chợ Vòm đó đi. Và còn thì cái ông khoa gió này đó là ông ấy cũng là cái đối tượng hình sự của nước Đức. Do đó mà khi xảy ra cái vụ anh Trịnh Xuân Thanh đó thì ông ấy thấy rằng thì là ông bị động ổ. Giờ này ông ấy nằm trên cái nòng nhắm của xem rằng những các cái tên làm việc trái phép ở nước Đức nó ra làm sao, cho nên ông ấy chu chéo lên. Vâng, thưa bác, và tên thật của ông là Lê Trung Khoa, thì ông là tổng biên tập của cái tờ báo nó gọi Việt Nam Thời Báo DI, tức là Thời Báo Đức Quốc, của ông Bùi Thanh Hiếu. Thì hai ông này đó là cứ bịa chuyện ra để mà gọi là câu khách ấy, tại vì báo online mà, thành ra cứ câu khách thì có lấy được những cái quảng cáo này, cái đại đại khái. Thì cũng như bữa trước là ông có trên tòa nó xử một cái vụ cũng liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng mà không phải là vấn đề của ông Trịnh Xuân Thanh, mà một cái người mà đã từng quen biết với ông Trịnh Xuân Thanh mà bảo gọi là đại gia đó. Thì ông kia đó, thế là ông qua gió này, ông tới trước cửa tòa án, ông đứng bên ngoài thôi, ông bảo bữa nay tòa xử vụ Trịnh Xuân Thanh. Mình nghe mình đứt cười là cái chuyện muốn xử ông Trịnh Xuân Thanh nhá, là nhà quyền cầm quyền Đức phải yêu cầu nhà chức trách Việt Nam đưa ông Trịnh Xuân Thanh ra trước tòa này để xử, chứ đâu phải thì hóa ra người ta xử một cái ông chúng tôi quên mất tên, cái cũng không quan trọng lắm, thì cái ông đó là ở bên Đức lâu rồi, giống như là Nguyễn Văn Hùng đi qua bên ở bên Mỹ vậy đó. Đấy, thì ông có những cái liên quan tới vấn đề của ông Trịnh Xuân Thanh, một vài cái công việc của ông Trịnh Xuân Thanh. Đấy, thì tòa nó xử ở cái ông kia không phải về vấn đề ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng mà ông khoan gió này ông bịa đặt ra, mà rất buồn là cái nhiều người lại tin tin là như vậy đó bạn ạ. Thế xử ông Trịnh Xuân Thanh mà có mặt ông Trịnh Xuân Thanh không? Và ông này có trong tòa không? Đấy, người ta không cho vào luôn đấy. Thành ra ở đây thì tôi thấy rằng thì là cái ông luật sư Trịnh Quốc Thiên đó, ông ấy có những cái nhận định rất là đứng đắn đàng hoàng về về nhiều việc, tất cả những vấn đề thời sự đó, về Ông Liên, ông nói hay lắm đó. vâng, thành ra đó là cũng nhân đây xin giới thiệu với các bạn về cái ông Trịnh Quốc Liên, Cái cung điên Trịnh Quốc Thiên. ông ở ngay cái một cái cộng đồng gió tanh mưa máu là Washington DC, nhưng mà ông dám lên tiếng, và ông đã từng có những cái lo sút với lại cộng đồng ông Bê Liêm, bà vợ là một bé bảy đó, cũng đã từng thưa ông ra tòa rồi, cộng đồng đó nó thưa ông ra Ông rồi. ấy có tới đây mà, Có có tới là đây hồi ông ấy tới đây ông ngồi ở chỗ kia mà. có ngồi đây nhà này, và có lên trên nói chuyện trên KBC hải ngoại 2 lần. Dạ vâng, có. Thì hôm đó ông đi vacation qua đây, thì ông có lên đây ông nói chuyện 2 lần. Dạ vâng. Ông bây giờ thì ông thích nói à, mà nhiều độc giả hỏi là tại sao KBC hải ngoại không có mời, và chúng tôi có mời chứ, nhưng mà ông không trả lời.
Ông ấy bây giờ gần như là ông ấy gửi độc quyền cho Phố Quân TV. Vâng. Dạ, vâng. Là lý do thứ nhất là tại vì Phố Quân TV nó có rất đông người coi, mà tâm lý mà nhiều người vâng. thì là thích nói chuyện trên chỗ nào mà có nhiều người coi thì họ nói chuyện. Yeah. Cái thứ hai nữa, nhiều khi nói chuyện số Phố Quân TV thì Phố Quân TV là một cơ quan hai chiều. Còn đối với lại KBC Hải Ngoại thì nói mang tiếng là nói chuyện với cộng sản, nhiều người sợ lắm. Như là ông Nguyễn Thanh Trú là sợ lắm, bây giờ sợ lắm, sợ dính dấp với lại KBC Hải Ngoại lắm, bảo bây giờ chú bị mang tiếng là cộng sản quá. Vâng, thành ra đây là cái giá phải trả của Nguyễn Phương Hùng thôi. Dạ vâng, thì bác mình chấp nhận chuyện đó. Thì họ sẽ vô vạ hai chuyện, thứ nhất là giai gái và thứ ba là tiền bạc, có thế chỉ có mỗi hai cái đó thôi. Không ạ. Vâng, thì kiểu thôi mà dáng người là nhận thôi, cái chuyện này đấy nó là chuyện nhỏ. Thế bây giờ thì cái vấn đề mà mình chấp nhận khi mình chọn cái con đường mình đi như vậy là mình chấp nhận như vậy, thế thôi.